Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mua và nhập khẩu vaccine COVID-19. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đã đàm phán để mua 5 triệu liều vaccine COVID-19 và đang chờ Bộ Y tế thẩm định kho lưu trữ. Thành phố sẽ lập tổ công tác để đẩy nhanh tiến độ mua vaccine vì công việc này rất phức tạp. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ca bệnh ngày càng tăng. Tuy nhiên đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được 140.000 liều vaccine COVID-19, gần 64.400 người được tiêm một mũi, gần 10.200 người tiêm đủ hai mũi. Trong khi thành phố có trên 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên, 1,6 triệu công nhân và lao động làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn trong khu công nghiệp. Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là tiêm phòng COVID-19 cho hơn 70% dân số để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Việc mua vaccine phòng COVID-19 là vấn đề cấp bách. Theo quy định, chỉ các công ty có chức năng nhập khẩu, kinh doanh vaccine mới được nhập khẩu mặt hàng này. Các đơn vị muốn tiếp cận nguồn cung vaccine phải làm việc với Bộ Y tế hoặc một trong 36 đơn vị được cấp phép.